vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Nhịp sống trẻ được phát sóng định kỳ vào sáng thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, mặc dù ngành giáo dục đặt nhiều kỳ vọng vào năm học 2021-2022 khi dịch bệnh được phần nào kiểm soát, nhưng rồi với những đợt bùng phát COVID-19 từ đầu năm đến nay đã khiến cho ngành giáo dục và đào tạo đã phải chủ động chuyển trạng thái hoạt động, thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp với phương châm tạm dừng đến trường, không dừng học để hoàn thành mục tiêu kép, vừa phòng chống COVID-19 hiệu quả. Một trong những đơn vị đã thực hiện hiệu quả mục tiêu kép này phải kể đến trường cao đẳng Lý Tự Trọng, Thành phố Hồ Chí Minh, là nơi chuyên đào tạo nguồn nhân lực có uy tín và chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của xã hội, của doanh nghiệp và góp phần phục vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước. Nên suốt thời gian qua, cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đã luôn chủ động thay đổi chương trình và nội dung ngành nghề phù hợp với yêu cầu của xã hội, đưa sinh viên đến doanh nghiệp học tập, áp dụng chuyển đổi số, qua đó tạo ra nguồn nhân lực năng động. Năm 2021 là một năm có nhiều biến động do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Nhưng trường cao đẳng Lý Trọng Thành phố Hồ Chí Minh có rất nhiều thành công nổi bật và mở ra nhiều cơ hội phát triển mới. Thay mặt lãnh đạo trường, xin chân thành cảm ơn quý vị đã hỗ trợ giúp đỡ. Cảm ơn quý thầy, cô giáo, cán bộ, nhân viên và sinh viên đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chúng ta cùng đón năm mới, năm Nhâm Dần 2022 với nhiều niềm vui mới, đón nhận những thời cơ mới, vận hội mới. Nhân dịp năm mới, tôi thay mặt lãnh đạo trường thân ái gửi đến quý vị cùng gia đình lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng và vạn sự như ý. Chúc trường cao đẳng Lý Trọng Thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhanh, mạnh và bền vững. Với sự đóng góp trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội, cao đẳng Lý Tự Trọng đã được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trình Bộ Giáo dục Đào tạo và Chính phủ phê duyệt chủ trương thành lập trường Đại học Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh. Phát triển nông nghiệp thông minh, bền vững, an toàn là xu hướng của ngành nông nghiệp hiện đại. Là đơn vị dẫn đầu trong ngành phân bón Việt Nam, công ty cổ phần phân bón Bình Điền với thương hiệu quen thuộc phân bón Đầu Trâu đã đi đầu trong việc chuyển giao kỹ thuật canh tác hiện đại, kết hợp công nghệ số hóa tạo ra những mô hình canh tác mới. Từ năm 2016 đến năm 2021, gần 100 mô hình canh tác thông minh được triển khai tại tất cả các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long trên diện tích hàng ngàn hecta. Theo đó, cung cấp cho bà con nông dân những gói giải pháp kỹ thuật thay đổi thói quen canh tác truyền thống, tăng khả năng thích ứng được với biến đổi khí hậu, bảo vệ nguồn đất, nguồn nước, duy trì hệ sinh thái đồng ruộng và linh hoạt trước bất ổn thị trường. Đặc biệt trước tình hình khó khăn và diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tập thể công ty vẫn nỗ lực duy trì có hiệu quả chương trình thông qua các buổi hội thảo, tập huấn online, tận dụng tối đa nền tảng công nghệ số để cập nhật, truyền tải các thông tin, giải pháp canh tác ngay tức thời với mục đích người nông dân trở thành chuyên gia. Hiện nay, công ty cổ phần phân bón Bình Điền tiếp tục hoàn thiện và hướng đến việc cung cấp cho bà con các gói kỹ thuật như kỹ thuật sử dụng phân bón hiệu quả, giải pháp canh tác thông minh thông qua các video, clip ngắn dựa trên nền tảng số kết hợp cùng các ứng dụng thông minh như smartphone, máy tính bảng, góp phần cho việc số hóa trong nền nông nghiệp. Ngày 6 tháng 1 năm 2022 mới đây, doanh nghiệp Vinh Dự nằm trong top 30 doanh nghiệp đạt giải thưởng thương hiệu vàng do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng. Tôi cũng thay mặt cho cán bộ ở lãnh đạo công ty phân bón Bình Điền xin gửi lời chúc sức khỏe với bà con nông dân trên mọi miền của đất nước, chúc bạn xem đài và cán bộ nhân viên một đón một năm mới thật là mạnh khỏe, an lành và bình yên, và năm 2022 chúng ta tích tụ nhiều năng lượng để chuẩn bị để hoạt động và chúng ta cố gắng để đạt được những thành tích cao nhất và tốt nhất trong năm mới. Thưa quý vị, bước vào lĩnh vực xây dựng cùng phương châm lấy uy tín, chất lượng làm thước đo giá trị thương hiệu, công ty cổ phần khai thác xây dựng vận tải Phương Nam đã nỗ lực không ngừng để đem đến cho khách hàng những công trình đạt tiêu chuẩn cao về kỹ mỹ thuật với chi phí cạnh tranh và nhanh chóng trở thành đơn vị chuyên thi công nhà ở cao cấp, cao ốc văn phòng được đông đảo gia chủ, nhà đầu tư tin tưởng lựa chọn. Từ sự tín nhiệm của khách hàng trong thời gian qua đã tạo tiền đề cũng như động lực thúc đẩy Phương Nam bắt tay vào khởi công dự án công bố sản phẩm căn hộ nhà ở xã hội CC2 Phương Nam River Park tại Bến Tre vào ngày 26 tháng 12.
Dự án có quy mô 12 tầng, gồm 145 căn hộ, diện tích gần 1.200 m2, được tích hợp đầy đủ các dịch vụ như khu để xe, nhà trẻ, cửa hàng, nhà ở xã hội, nhà ở thương mại. Tổng vốn đầu tư khoảng 160 tỷ đồng. Bên cạnh sự kiện khởi công, thì Phương Nam cũng đã tiến hành bàn giao một số căn nhà phố cho khách hàng. Phương Nam River Park là công trình hỗn hợp định hướng phát triển thành khu dân cư tiện ích, đồng bộ và hiện đại. Quy mô dự án gồm hệ thống hạ tầng kỹ thuật, nhà ở thương mại, nhà ở liên kế, biệt thự biệt lập, chung cư nhà ở xã hội. Sự phấn đấu của ban giám đốc cũng như toàn thể cán bộ, công nhân viên, kỹ sư trên khắp các dự án thì đều vượt tiến độ và đều giao nhà trước cam kết đối với tất cả các khách hàng, đặc biệt là dự án Phương Nam River Park tại Bến Tre. Tòa nhà chung cư nhà ở xã hội CC2 thuộc dự án Phương Nam River Park cam kết thi công đảm bảo các yêu cầu tiêu chuẩn về vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ. Dự án hy vọng sẽ phát huy hiệu quả tích cực, góp phần vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, cảnh quan đô thị văn minh, cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh xã hội của Bến Tre. Nhân dịp năm mới 2022, tôi đại diện cho công ty cổ phần khai thác xây dựng vận tải Phương Nam. Xin chúc quý vị cũng như toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty sang năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, tấn tài tấn lộc. Vừa qua, buổi ra mắt chương trình truyền hình thực tế Đẹp từng mm đã diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh với sự góp mặt của nghệ sĩ nhân dân Việt Anh, người mẫu Lê Phương, người mẫu Ngọc Châu cùng một số khách mời trong ngành thời trang làm đẹp. Và xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã đến với chương trình Đẹp từng mm của Lê Phạm Media, cũng như là ủng hộ và xem chương trình của những cái phần thi rất là hấp dẫn. Và Lê Phạm cũng xin cảm ơn ekip chương trình cũng đã nỗ lực rất là nhiều và cùng giúp đỡ cho Lê Phạm để thực hiện được cái buổi họp mặt ngày hôm nay. Đẹp từng mm là cuộc thi tìm kiếm chuyên gia trang điểm và người mẫu tại Việt Nam, do công ty truyền thông Lê Phạm Media kết hợp với công ty của nghệ sĩ Quyền Linh, nhãn hàng Amity và thầy Hoàng Quốc Long, hiệu trưởng trường trung cấp Nguyễn Tất Thành, trực thuộc hệ thống giáo dục Đại học Nguyễn Tất Thành đồng hành tổ chức. Hiện tại, ban giám khảo của cuộc thi có sự góp mặt của trưởng ban giám khảo, nghệ sĩ nhân dân Việt Anh. Giám khảo riêng cho mạng Makeup Artist là phù thủy trang điểm Hùng Việt. Quán quân Việt Nam Next Top Model, Hoa hậu Ngọc Châu sẽ là giám khảo cho mạng Model và tất cả thí sinh sẽ được theo sát, chỉ dẫn bởi mentor Lê Phương. Hôm nay là tôi rất là vinh dự được Lê Phạm Media là mời đồng hành cùng cái chương trình, một cái cuộc thi mà tôi cho rằng là một cái cuộc thi nó mang một cái nét đặc biệt hơn, nhất là cái ngành chăm sóc da đẹp hiện nay. Và chúng ta thấy ngành chăm sóc da đẹp hiện nay là nó phát triển quá nhanh. Bên cạnh việc gìn giữ và tiếp nối những vẻ đẹp truyền thống qua các chủ đề thi, Đẹp từng mm cũng chào đón các thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt hoặc khuyết tật. Nhãn hàng APT rất là hân hạnh được đồng hành với lại chương trình Đẹp từng mm. Thì đây là cũng là một cái duyên để mà đồng hành cùng chương trình với một cái ý nghĩa nhân văn là tạo một cái sân chơi cho tất cả những cái người khuyết tật cũng như là những người chuyển giới có một sự là công bằng, bình đẳng trong cái xã hội. Quý vị thân mến, thành phố Đà Lạt luôn là cái tên gợi nhớ, gợi thương đối với không ít du khách. Bởi đây là một trong những địa điểm du lịch được mọi người check-in khá nhiều lần trong năm. Du khách quyến luyến Đà Lạt chính bởi không khí bốn mùa mát mẻ, khung cảnh nên thơ, nhiều điểm tham quan đặc sắc như là làng hoa Vạn Thành, Thiền viện Trúc Lâm, Hồ Tuyền Lâm, chợ Đà Lạt, Hồ Xuân Hương. Và cứ mỗi dịp lễ Tết như thế này, rất nhiều người lại chuẩn bị hành trang trở lại thành phố ngàn hoa để cùng hít hà không khí se lạnh và thưởng thức những điều rất riêng chỉ Đà Lạt mới có. Du lịch Đà Lạt phát triển đã tạo tiền đề cũng như điều kiện để các lĩnh vực phụ trợ khác phát triển, phục vụ tốt nhất nhu cầu du lịch của người dân. Trong đó không thể thiếu những trạm dừng chân để đảm bảo cho mọi người có chỗ nghỉ ngơi, ăn uống cũng như mua sắm tiện lợi nhất. Không ngoài xu hướng đó, trạm dừng chân Đại Nam Việt cũng đã chính thức ra đời, nằm ngay vị trí đắc địa cho các tuyến từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Lạt và Bình Thuận qua Đà Lạt. Điểm độc đáo của trạm dừng chân Đại Nam Việt phải kể đến đó là nhà hàng Đại Nam Việt, được xây dựng theo mô hình nhà rông của người Gerai. Không gian mở với khuôn viên đẹp, sạch sẽ, view hồ thoáng mát quanh năm, sức chứa 2.000 thực khách, đảm bảo phục vụ tốt khách đi theo tour hoặc khách gia đình. Các món ăn có đặc sản lá bếp, cá suối, gỏi tép đồng quê, các món tổ, cơm niêu, tráng miệng chuối La Ba Di Linh. Thời gian gần đây, cái lượng khách du lịch từ thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh thành khác
khi đi lên Đà Lạt thì đều ghé dừng chân tại cái điểm Đại Nam Việt này. Có thể nói là cũng mang tới một cái hiệu ứng kích cầu cho địa phương, cũng như là cái quảng bá những cái sản phẩm của đặc trưng cái nền văn hóa của xã nhà. Bên cạnh đó, để du khách có thể sở hữu được những đặc sản địa phương làm quà khi đi du lịch xứ lạnh, năm 2021, Trung tâm Mua sắm Đại Nam Việt được đầu tư cải tạo hiện đại, bài bản, đẹp, chuyên nghiệp, giới thiệu tới du khách những sản phẩm chất lượng Macca Di Linh, thổ cẩm thủ công của người đồng bào, rượu cần, rượu nấm, triển khai nhiều sản phẩm dùng thử như trà, cà phê, nông sản địa phương để du khách thưởng thức miễn phí. Ngoài ra, trạm dừng chân Đại Nam Việt còn có view thiên nhiên được đổi mới, phục vụ du khách yêu thích check-in, những thước hình đẹp, giá trị khi đến với nhà hàng Nhà Rông. Ngoài ra, đây cũng là địa điểm thường xuyên được lựa chọn tổ chức tiệc cưới và sự kiện của người dân địa phương. Với phương châm chất lượng, tận tâm, chuyên nghiệp, Đại Nam Việt đảm bảo cung cấp cho du khách dịch vụ tốt nhất và hài lòng khi trải nghiệm dịch vụ. Thấy cái trạm này nó trước tiên là khí hậu mát mẻ nè. Cái món ăn là nó rất là nhiều món ăn rất đặc biệt, dân dã của địa phương. Chứ là cái những hàng lưu niệm ở đây thấy cũng đa dạng. Có thể nhận thấy sự ra đời của trạm dừng chân Đại Nam Việt với đầy đủ dịch vụ tiện nghi, hiện đại, phục vụ khách du lịch, hứa hẹn sẽ là điểm dừng chân lý thú cho du khách trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới. Đây cũng chính là tiền đề khá quan trọng, góp phần giúp ngành du lịch Đà Lạt tiếp tục phát triển và bước lên một tầm cao mới. Quý vị thân mến, sau Đà Lạt thì Đắk Lắk, nơi thủ phủ cà phê, cái nôi của nền văn hóa cồng chiêng, văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào Tây Nguyên, cũng là một gợi ý tuyệt vời dành cho du khách muốn hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ với núi đồi bát ngát, ghềnh thác treo leo và những điểm đến hấp dẫn để du khách check-in dịp Tết Nguyên Đán sắp tới. Trong những địa điểm du lịch được mọi người yêu mến tại Đắk Lắk thì không thể không nhắc đến khu du lịch sinh thái văn hóa cộng đồng Cô Tam, du lịch sinh thái Trầu Bừ và khu du lịch Suối Ông nằm cách thành phố Buôn Ma Thuột từ 8 đến 12 km. Đến với khu du lịch sinh thái văn hóa cộng đồng Cô Tam, du khách sẽ được trở về với thiên nhiên, thả mình vào không gian vô cùng thú vị, đa sắc màu, cùng những món ăn đặc sản của người Ê Đê được nuôi trồng tại khu du lịch. Món heo rừng lai hấp, nướng ống tre đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận top 100 món ăn đặc sản Việt Nam. Chiêm ngưỡng nhà sàn dài truyền thống, bến nước, những điệu múa xoan, cồng chiêng, rượu cần Tây Nguyên. Cô Tam cũng là nơi tổ chức hội nghị tiệc lớn của thành phố Buôn Ma Thuột. Tôi thấy rằng là ở tại Đắk Lắk là được thiên nhiên ban tặng vùng đất đỏ ban gian, khí hậu rất là tốt. Vì vậy tôi muốn là góp phần giữ gìn môi trường, bảo tồn bản sắc văn hóa, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp địa phương, tạo việc làm cho người lao động. Và đồng thời là nơi gắn kết với nữ, vì ở Đắk Lắk là còn chế độ mẫu hệ. Đó, vì vậy cho nên là tôi quyết định đầu tư vào du lịch Cô Tam. Du lịch sinh thái Trầu Bừ nằm ở cuối địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột và đầu huyện Buôn Đôn. Đây là nơi hội tụ, kết tinh giữa thiên nhiên, văn hóa và con người. Trầu Bừ được ví như khu rừng thu nhỏ trong lòng thành phố. Nơi đây, trẻ em có thể tiếp cận với hệ sinh thái đa dạng, trải nghiệm cắm trại ngủ đêm trong rừng, các hoạt động team building và các hoạt động ngoài trời vào ban đêm bên bếp lửa trại như âm nhạc, thời trang, ẩm thực Tây Nguyên. Đặc biệt hơn, Trầu Bừ còn sở hữu hai kỷ lục Việt Nam đã xác lập là chiếc thuyền độc mộc lớn nhất Việt Nam và dàn khiên đá cổ xưa nguyên bản nhiều thành lớn nhất Việt Nam. Ý tưởng mà hình thành khu lịch sinh thái Trầu Bừ là từ cái việc mà đam mê cây xanh, từ khi mà giữ gìn được cái mảng rừng xanh ở trong thành phố này thì khu lịch sinh thái Trầu Bừ đã tạo thành một cái điểm du lịch sinh thái kết hợp với lại các cái trò chơi vận động cộng với sân team building để đảm bảo được cái chất Tây Nguyên ở đây, và kết hợp với những cái đêm lửa trại cộng với lại cái cồng chiêng Tây Nguyên để đảm bảo là duy trì được cái văn hóa Tây Nguyên để khác biệt với các cái du lịch vùng miền khác. Còn khu du lịch Suối Ông được xây dựng lấy cảm hứng từ hình lục giác của tổ ông. Với thời tiết nắng nóng như hiện nay thì Suối Ông là điểm du lịch bạn không nên bỏ lỡ, bởi Suối Ông có rất nhiều khu vui chơi của người lớn đến trẻ em. Có thể nhận thấy sự liên kết của ba khu du lịch đã tạo nên một nét riêng độc đáo, góp phần giới thiệu văn hóa ẩm thực vùng miền, những sản phẩm du lịch, xúc tiến phát triển du lịch của Buôn Ma Thuột
và hứa hẹn sẽ là một điểm đến hết sức thú vị để du khách có những phút giây trải nghiệm và thư giãn tuyệt vời, đặc biệt là dịp Tết Nguyên Đán sắp đến. Thưa quý vị, những thông tin về những địa điểm du lịch đáng check-in dịp Tết Nguyên Đán sắp tới cùng người thân bạn bè vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Nhịp Sống Trẻ kỳ này. Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm Nhâm Dần 2022, Hoàng Vĩnh xin thay mặt ekip thực hiện chương trình kính chúc quý vị và gia đình một năm mới thật nhiều sức khỏe, bình an, phát đạt và an khang thịnh vượng. Hoàng Vĩnh xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!